vừa được đặc xá dịp 30 tháng 4 lại bị bắt khi chưa về đến tận nhà. Sau khi được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, tha tù trước thời hạn, Cao Thanh Bạch trên đường trở về địa phương lại tiếp tục phạm tội và bị bắt quả tang. Ngày 30 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Thanh Bạch, 26 tuổi, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc về hành vi trộm cắp tài sản. Bạch là đối tượng vừa được tha tù đợt 30 tháng 4. Trên đường đi về nhà, Bạch lại tiếp tục phạm tội và bị bắt quả tang. Trước đó, ngày 28 tháng 4, sau khi được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước tha tù trước thời hạn, Bạch và một số người bạn đã đi ăn chơi sử dụng ma túy đá tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến trưa ngày 29 tháng 4, Bạch bắt xe khách về An Giang. Khi đến thành phố Long Xuyên, Bạch bắt xe ôm đến quán cà phê ở phường Mỹ Bình uống nước. Sau đó, Bạch đi bộ đến khu vực thuộc khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, thì phát hiện một người đàn ông vừa đi làm về dựng chiếc xe máy trước cửa nhà còn cắm chìa khóa trên xe. Thấy vậy, Bạch liền đi tới trộm chiếc xe. Vừa nổ máy tẩu thoát thì bị anh Nguyễn Văn Thương là nhân viên bảo vệ nhà hàng kế bên bắt giữ giao cho công an phường cùng với chiếc xe tang vật. Thời điểm bị bắt, Bạch còn đang trong tình trạng ngáo đá. Qua điều tra ban đầu được biết, Cao Thanh Bạch là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an bị thương và hy sinh để không còn đổ máu giữa hòa bình. Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an bị thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ từ năm 1986 đến nay là con số mới được Bộ Công an công bố. Những con số nhỏ lòng ấy có lẽ chỉ phản ánh được một phần nào sự khốc liệt và nguy hiểm mà những cán bộ chiến sĩ công an đang phải đối mặt để đảm bảo cho cuộc sống bình yên của nhân dân. Cùng với thời gian qua, tội phạm cũng hoạt động ngày càng tinh vi và xảo quyệt, càng manh động hơn, từ tội phạm hình sự cho đến ma túy, từ tội phạm kinh tế cho đến môi trường. Tất cả sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để gây án, đồng thời trốn tránh, xóa bỏ dấu vết tội phạm. Ngay cả trên lĩnh vực xử phạt hành chính đơn thuần như vi phạm luật giao thông, cũng không ít cảnh sát giao cán bộ đã hy sinh vì hành vi côn đồ coi thường pháp luật của rất nhiều đối tượng vi phạm. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Bộ Công an đã phải thốt lên đầy bức xúc về tình trạng chống người thi hành công vụ đối với lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc. Chỉ vì trốn tránh việc xử lý của cảnh sát giao thông, không ít lái xe đã vi phạm và nhẫn tâm điên cuồng đến mức là manh động lao thẳng xe vào người cảnh sát giao thông. Đáng buồn hơn, những thiệt hại về người xảy ra không chỉ cho đối tượng vi phạm mà chính từ sự thờ ơ của những người dân. Có trường hợp cảnh sát giao thông bắt cướp bị đối tượng chống đối trên đường, một số người chỉ thờ ơ đứng nhìn hoặc sử dụng điện thoại để quay lại chứ không hề giúp đỡ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Một thái độ vô cảm không thể chấp nhận được của một số người dân đối với những người cán bộ cảnh sát đang hàng ngày phải đối mặt với hiểm nguy, gìn giữ bình yên và hạnh phúc cho họ. Trái ngược lại với đó lại cũng có những người dân vì bức xúc với hành vi chống người thi hành công vụ mà lại trở nên quá khích bênh vực cảnh sát giao thông, nhưng vô hình chung lại đi quá giới hạn cho phép. Hỗ trợ đứng về cảnh sát giao thông để lên án cùng ngăn chặn hành vi vi phạm là cần thiết. Nhưng việc hỗ trợ này phải đúng khuôn khổ của pháp luật. Như vậy mới là bảo vệ một cách đúng đắn cho lực lượng thi hành công vụ cũng như cho chính bản thân mình. Chỉ mới hôm qua, lại thêm một cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Phẫn nộ trước hành vi của lái xe, những lời chia buồn, những dòng bình luận thương cảm và cả lên án gay gắt việc làm của tài xế đăng tải trên báo mạng cho thấy vẫn còn rất nhiều người dân đồng cảm với những nỗi vất vả, những hiểm nguy của lực lượng công an nhân dân cũng như cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ. Sau mỗi sự việc đau lòng như vậy, chỉ mong rằng sẽ có thêm nhiều tiếng nói, nhiều bàn tay cùng chung sức với lực lượng công an để ngăn chặn những hành vi sai phạm trên đường mà không gây tổn thất. Cảnh sát giao thông sẽ khó mà hoàn thành nhiệm vụ nếu như không được sự ủng hộ của người dân.